Không biết lần này chúng ta phải làm gì nhờ? Tớ không hiểu cái gì cả. Wow, nhìn chiếc bánh quy này thật ngọt ngào. Tớ rất là thích. Các bạn không được ăn nó, các bạn phải cắt hình dạng mong muốn. Thời gian bắt đầu rồi. Ôi trời ạ, à, đừng có mà cố vượt qua tớ. Tớ sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu. Tớ chắc chắn sẽ làm được. Ôi, tớ nghĩ ra cái này rồi. Ôi trời ạ, à, tại sao lại... Ôi xin lỗi nhá. Ôi không, bánh của tớ bị hỏng rồi. Chúng ta có người bị hỏng rồi nhá. Ôi, xin đây, xin cho tớ thêm một cơ hội nữa. Không được, đó là quy tắc, tạm biệt nhá. Thế là xong. Ôi, bây giờ trò chơi kết thúc rồi nhá, bye bye. Ôi, thời gian còn ít thôi, cần phải làm nhanh thôi. Tớ gần như làm xong rồi. Ồ, tớ thử làm như thế này giống Barbie nhá. Ôi không, trời ạ, đây là một ý kiến tồi. Mong là không ai nhìn thấy. Có vẻ như chúng ta lại có người thất bại nữa rồi. Đừng che giấu sự hiển nhiên, đưa đây. Đưa bánh đi xem nào. Bánh quy, à, tớ vẫn còn đang làm nhiệm vụ mà. Ôi, chờ lúc sau nhá. Bạn thua rồi, bánh đã bị hỏng, không có điểm nào để tiếp tục. Ôi không, trời ơi, cho tớ tiếp tục đi. Nó chỉ là một tai nạn thôi. Ôi, thật đáng sợ. Ôi, tất cả người chúng ta đang bị treo trên sợi chỉ. Tớ gần như làm được rồi, không thể nào mà dừng lại được. Yeah, tớ làm được rồi, siêu quá. Hãy nhìn xem này, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tớ cũng đã làm được điều đó, tớ còn rất ít. Số lượng tính bằng giây. Cần phải làm nhanh lên. Nào 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 nào, cố lên. Tớ gần như bỏ được hình tam giác ra rồi. 3 giây. 2. Dừng lại, tớ làm được rồi. Tớ làm được rồi, tớ đi được tiếp theo. Nhìn này, đẹp lắm sao. Xin chúc mừng, cậu làm tốt lắm. Thật là đáng sợ tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Oh wow, thật là nhiều hot dog. Tớ rất là thích nó đấy. Chúng ta hãy xem phần của các bạn sẽ ăn trong 3 phút. Bạn ăn không không nhá. Các bạn hãy bỏ cuộc đi. Tớ vẫn sẽ là người đầu tiên thôi. Tớ đang rất đói lắm đây này. Ôi, đừng có vội kết luận Suzy. Chúng tớ có bất ngờ rất là nhỏ cho cậu đây. Hãy xem cậu yêu cay như thế nào nhá. Chúng ta sẽ thêm nhiều vào nhá Barbie. Bạn ấy chắc chắn sẽ không ăn được những cái hot dog này đâu. Ôi trời ạ, à, tớ chỉ còn rất ít ăn thôi. Ôi, như thế vẫn chưa có ý nghĩa gì đâu. Tại sao nó lại cao nóng thế này? Trời ơi, cứu tớ với. Ôi trời ạ, à, ngọn lửa. Hay thật đấy, có thể chiên thức ăn của chúng ta. Cậu đã nghĩ cái gì vậy Barbie? Mọi thứ không như kế hoạch rồi. Tớ muốn xúc xích nướng, nhưng bây giờ tớ có than. Làm nào tớ có thể ăn nó bây giờ? Ôi, cho tớ nước, nhanh lên. Tớ nghĩ ra rồi, tớ có cả một cái xô mà. Ôi, tuyệt quá. Tớ cảm thấy tốt hơn rất là nhiều rồi đấy. Suzy, cậu giống như quả bóng bay vậy. Ừ, không sao, nhưng mà tớ cảm thấy rất là tốt. Đừng có chọc tớ, Barbie. Ê, cậu làm gì vậy? Trời ạ, bây giờ nước trở lại rồi kìa. Ôi, đừng có nhổ lên người tớ, tớ ướt mất. Xin lỗi nha, nhưng mà đó là lỗi của cậu mà. Ôi, lạnh quá. Trời ạ, cần phải sấy một tí. Ôi, trời ạ, sao lại có gió to như thế này? Ôi, suýt thì bị bay đi mất. Đừng có làm trò linh tinh nữa. Nào, ăn của cậu đồ đi. Ê, tại sao cậu lại nhắc tới điều này? Tớ không muốn đâu. Nào Barbie, phải tập hợp và làm điều đó thôi. Eo ơi, nhìn thôi đã thấy kinh rồi. Tớ chắc chắn là rất là ghê tởm. Ôi, ăn xúc xích ngon hơn rất là nhiều. Đến lúc phải can thiệp bài này rồi nhá. Tớ sẽ ném một chiếc xúc xích ở nơi khác để Polly không nhìn thấy nó. Ôi, Barbie ăn hết cả than rồi. Cậu ấy sẽ đi vào phòng tiếp theo. Thời gian đã hết. Đến lúc kiểm tra kết quả của các bạn, tớ thấy trên bàn không còn cái gì nữa. Tớ nghĩ vẫn còn nên kiểm tra ở sàn nữa nhá. Đó là không phải là một ý tưởng tồi đâu. Mình thấy gì đây? Một chiếc xúc xích của Holly. Nhưng mà nó không có trên đĩa của tớ mà. Ôi, tớ đã ăn mẩu đến cuối cùng mà. Ôi, không quan trọng nữa đâu. Điều chính là cậu thua rồi. Ôi, nhưng mà như thế thật là bất công. Thôi được rồi, đến lúc khoảnh khắc tự sự thật rồi nhá.
Hãy nhìn xem, nó giống như là cái bàn điều khiển đó chơi. Đúng rồi, các bạn sẽ phải vẽ nó. Không sao, tớ có thể xử lý được nó. Trời ạ, cậu vẽ như chân gà vậy. Cái bản của tớ chắc chắn sẽ tốt nhất. Bản phác thảo đã có, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ồ, tớ không đánh giá thấp Barbie đấy. Cậu ấy đang làm rất tốt. Cần phải nghĩ ra một cái gì đó. Tớ biết rồi, tớ mọc có cái gạch rất là xảo quyệt. Coi chừng Barbie, chẳng mấy chốc cậu sẽ không có gì để vẽ đâu. Hay xem cậu sẽ làm như thế nào mà không có chổi vẽ nhá. Đấy, bây giờ nó không còn nữa. Ôi, mình làm tốt lắm. Ê, sao cậu cười với Suzy? Ôi không, cậu làm hỏng cái chổi của tớ rồi. Đúng rồi, vì vậy ngay bây giờ các bạn có thể thừa nhận sự thất bại của mình. Ôi không, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Chắc chắn sẽ có một lối thoát khác. Tớ sẽ thử bằng vẽ cây cừng cái khác nhá. Ồ, cũng được đấy chứ. Trông thậm chí giá là khá là tốt. Không thể nào. Trời ạ, cậu ấy làm lòng được cái này rồi. Đưa đây, tớ sẽ làm hỏng cái này. Và bây giờ cậu chắc chắn sẽ không thể vẽ được. Trời ơi, thật là không công bằng, cậu không chơi theo luật. Thôi được rồi, vậy thì tớ cũng sẽ làm như vậy. Tớ sẽ đổ bức vẽ của bạn bằng cái sơn đen nhá. Không, cậu sẽ làm hỏng nó mất. Đúng rồi, nhưng là đây là những gì tớ đang muốn. Thời gian không còn nhiều đâu, hãy dừng lại nhá. Đây là bản vẽ của tớ, đẹp đúng không? Còn tớ thì không có gì. Barbie làm hết hỏng hết rồi. Vậy thì không có gì để khoe. Tớ xin lỗi nhá, cậu thua rồi. Trời ạ, tớ đang nghĩ cậu là bạn tốt rồi đấy Barbie. Nhưng mà cậu đã tự yêu cầu nó. Pano, chiến thắng là của tớ, tớ làm được rồi. Bản điều khiển trò chơi này thuộc về cậu rồi đấy. Tuyệt quá, tớ đã không vượt qua tất cả các bài kiểm tra một cách vô ích. Trò chơi thật là đáng giá, tớ rất là vui. Nào nào, còn rất ít để giành chiến thắng đấy. Ồ, cậu chơi tốt lắm, hay lắm. Ừ, tớ cũng rất thích chơi với cậu. Đập tay nào bạn. Nào, hãy cùng xem món nào ngon đang chờ đợi chúng ta nhé. Wow, đây là món mò dưa hấu thật là lớn. Ôi, chỉ có quả hai quả dưa hấu khổng lồ có thể hay hơn thôi. Không, cái tuyệt vời hơn là cả một cột dưa hấu khổng lồ, phần cuối còn thậm chí không nhìn thấy đâu nữa. Nếu mà là tớ, tớ sẽ ghen tị với chính mình luôn. Nhưng người không may mắn đã sẽ ăn trước. Vì vậy, John, cậu sẽ là người đầu tiên nhá. Đầu tiên sao? Thôi được rồi, ít nhất tớ được gặp may mắn lần này. Ê, cậu đang làm gì vậy? Ôi, tha cho chúng tớ đi. Ôi, gì vậy? À, con dao gì? Thực ra tớ chỉ cần nó để cắt dưa hấu ra thôi. Làm sao mà có thể bỏ vỏ được chứ? Ôi, trời ạ, tớ cứ nghĩ cậu muốn trả thù chúng tớ. Không, tớ chỉ muốn ăn dưa hấu của mình thôi. Eo ơi. Tại sao cậu lại ăn như vậy? Bởi vì dưa hấu quá ngon để ăn nó nhẹ nhàng. Ôi, cậu vẫn còn một miếng ở trên vai kìa. Ồ, cảm ơn nhá. Trời ạ, Miranda, bây giờ cậu có thể ăn dưa hấu cậu rồi đấy. Thôi, cuối cùng, tớ cũng có thể xử lý nó mà không cần dao đâu. À, nhận lấy đi. Tôi sẽ chỉ cho cậu ai là người đứng đầu ở đây. Miranda, cậu có muốn lấy dao không? Không, tớ sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu. Không, trời ạ, nó vượt quá khả năng của tớ rồi. John, thôi được rồi, đưa cho tớ con dao đi. Tớ xin đấy. Tớ đã nói với cậu, không có dao không dùng được đâu mà. Tớ có thể xử lý quả dưa hấu mọng nước này một cách nhanh chóng. Nhưng đối với một người khổng lồ như vậy, một thìa không đủ, cần một cái gì đó khác. Ôi, ngon thật đấy. Ừ, trông ngon thật. Tớ cũng muốn thêm một ít dưa hấu nữa. Ôi trời à, tớ muốn ăn lắm rồi. Tớ còn chưa thử được phần của tớ. Của chúng ta đều có dưa hấu. Tớ có thể ăn mà không cần các bạn đâu. Ôi,
Hình như sắp có người bắn rơi rồi đấy. Ôi, hãy đội kiểu mũ bảo hiểm vào đi. Ai? Cứu, cứu. Trời ơi, cứu với, cứu với. Thôi đi các bạn. Ôi trời ạ, à, hóa ra là trong quả dưa hấu có quá nhiều hạt thôi. Em mà, khi cậu ăn dưa hấu, cậu cũng sẽ hiểu tớ thôi mà. Ôi, cũng đến lúc tớ phải ăn rồi đó. Hãy bắt đầu từ phía dưới. Ôi, hình như tớ đã sai khi chạm vào nó rồi. À! Ôi, cứu đi ai có thể. Ôi trời ạ, à, đây là mưa dưa hấu, nặng lắm. Oh wow, tôi không biết là mưa có thể nặng như vậy đấy. Nhưng mà hãy xem, bây giờ chúng ta có bao nhiêu dưa hấu này, đủ cho tất cả mọi người luôn. Sorry. Ừ, đúng rồi đấy, đủ cho tất cả mọi người. Lần này, tớ có thể mở đầu tiên được không? Ừ, tất nhiên rồi. Oh, wow, đó là một thanh sô-cô-la rất lớn. Lớn sao? Tớ nghĩ chỉ là sô-cô-la đơn giản thôi. Tớ có cả một đống đây này. Vậy, kể cả khi John có một đống như vậy, điều gì đang chờ đợi tớ đây? Oh, wow, tớ đã mong ước được ăn tất cả những thứ này rồi đấy. Nope. Nhưng dù sao, Emma cũng sẽ là người ăn trước thôi. Bởi vì tớ không may mắn, nhưng tớ chắc chắn rằng thay sô-cô-la của tớ ngon hơn của cậu rất nhiều. Thông thường là có cái gì đó ít nhất thì ngon nhất. Nhìn này, bây giờ tớ cũng có một đống giống cái tháp của Miranda. Cũng gần thôi. Thôi được rồi, thoải mái đi. Thôi đi các bạn, nhưng sô-cô-la thực sự rất ngon mà. Tôi chắc chắn rằng nó rất là ngon. Chúng ta cần loại bỏ cái giấy gói kẹo này càng sớm càng tốt. Ồ, đây là một vấn đề khác rồi nhá. Nào, coi chừng nhá, John đang bắt đầu ăn rồi. Ê, đừng có làm phiền tớ nhá. Ôi, cậu ấy ăn ngon làm sao. Ngon miệng. Bản thân tớ đang bao phủ bởi sô-cô-la đây này. Bà đấy không biết ăn cẩn thận là như thế nào sao? Ôi, như tớ biết sô-cô-la ngon là như nào. Và nếu mọi người nói ít hơn thì các bạn cũng sẽ biết đó là gì thôi. Miranda, bây giờ đến lượt cậu ăn sô-cô-la rồi đấy. Ừ, đúng rồi, đến lượt tớ rồi nhá. Tớ thậm chí còn biết cách vứt rác đi như thế nào cơ. Oh wow, cái này tiện lợi thật đấy. Còn bây giờ thì có thể ăn rồi nhá. Tớ sẽ chọn sô-cô-la nào đây. Chắc là cái này này. Ê, không, dừng lại. Ôi, mọi thứ sụp đổ ngay bây giờ đấy. Thôi được rồi, tớ không chạm vào bất cứ thứ gì mà. Nhưng mà làm nào tớ có thể ăn sô-cô-la nếu mà cái tháp này có thể rơi bất cứ lúc nào. Chính xác, tớ sẽ gặm nó. Dù sao thì nó cũng sẽ đổ thôi, cậu sẽ phải vẫn chấp nhận nó điều đó. Cái gì? Vào vẩn, tớ không nghe thấy cái gì cả. Cái gì mà phải chấp nhận? Ôi không. Bởi vì John cần được lắng nghe cẩn thận hơn. John luôn nói đúng. Okay. Ôi, điều gì đang chờ đợi chúng ta ở vòng này? Chỉ có một chiếc bánh rán thôi sao? Sorry. Chỉ có cậu có một cái thôi. Tớ có cả một đống đây này. Còn của tớ thì còn có nhiều hơn nữa đây này. Miranda, cậu rất là xui xẻo thôi. Nhưng mà cậu sẽ được ăn phần của mình đầu tiên. Ừ, chính xác. Đây là điểm cộng duy nhất trong toàn bộ tình huống này. Ôi, kem tuyệt vời chứ một chiếc bánh rán tuyệt vời. Tớ ước mình có một cái gì đó nhiều hơn. Trời ơi, nó ngon tuyệt vời luôn ý.
Các bạn ơi, tớ ghen tị với các bạn lắm luôn ý. Ừ, tớ cũng đang ghen tị với bản thân lắm rồi này. Tớ không thể nào mà tin được tớ có thể ăn được một đống bánh rán ngon như này. Tớ đang chờ đợi điều gì, đến lúc phải bắt đầu rồi. Ừ, Miranda, nó thậm chí còn ngon hơn cậu mô tả. Tớ nghĩ John sẽ không phiền nếu tớ cũng lấy một trong những chiếc bánh rán của cậu ấy. Ê, dừng lại. Này, John không thích đâu. Vì vậy hãy đặt chiếc bánh rán đó lại. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho cậu ý nghĩa của việc ăn nhanh. 1, 2, 3. Ôi, ngon quá. Bây giờ thì phải gọi cậu là Mister nhá. À, cái gì, bộ rìa mép chứ gì. À, tôi có thể xử lý nó nhanh chóng. Come on! Cuối cùng, tớ cũng sẽ được ăn. Tớ đã chờ đợi bao lâu để đến được mình đến này. Oh wow, tốc độ thật đấy. Ê, cậu đi đâu mà vội thế? Ôi, nó khô lắm mà. Ê, mà thậm chí còn không uống cái kìa. Cái gì nữa? Tớ sẽ không uống bất cứ cái gì đâu. Sao, cậu có thích ăn bánh rán không? Nó dường như cũng rất là thích cậu đấy. Hãy nhìn vào bàn tay của cậu đi. Tay? Hả? Điều gì đang xảy ra với tớ thế này? Ôi, cứu tớ với. Đừng hét. Tớ nghĩ bây giờ cậu, hay đúng là cơ thể của cậu, đang sản xuất kem với bánh rán. Nó rất là tuyệt vời mà. Và rất là ngon. Ôi, và cũng rất là dễ lây nữa chứ. Ôi, đây là bánh tuyệt vời nhất. Ờ, cậu ăn mụn của cậu đi. Thật là ghê tởm. Lần này chúng ta sẽ nhận được món ngon nào đây? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ôi, có vẻ như chúng ta không gặp may mắn rồi. Ôi, nhất là tớ. Trời ạ, tớ còn có nhiều sâu hơn đây này. Ôi không, tôi không muốn chạm vào cái này đâu. Tôi có một nỗi sợ hãi với run đấy. Và người đầu tiên sẽ không phải là cậu mà là Emma. Hãy xem cách cậu xử lý một cái như thế nào nhé. Tớ, dễ dàng thôi. Cố lên nhá. Thôi được rồi. À, tớ sẽ làm như này. Eo ơi, ghê quá. Ghen quá nhưng tớ làm được rồi. Ôi, trời ạ, à, ghê tởm sao. Vậy thì cái gì ở trên cái áo của cậu đấy? Nếu cậu không muốn, tớ sẽ giúp cậu. Sao, ngon không? Trời ạ, à, tớ buồn nôn quá. Thôi đi các bạn, nó dễ thương như thế này mà. Các bạn có biết là chim rất là thích run không? Tớ luôn nghĩ đó là điều chung giữa tớ và những con chim. Eo ơi, thật là ghê tởm. Rõ ràng là não cũng giống nhau. Cậu nghĩ cậu là thông minh nhất chứ gì. Đừng quên có cả một đống đĩa những sinh vật dễ thương này đang chờ đợi cậu đó. Có lẽ tớ sẽ không phải ăn chúng. Hoan hô. Trời à, đây là Haribo. Đây là những con sâu mà tớ yêu thích. Miranda, cậu đã nói đúng. Chúng mình có một cái gì đó giống với những chục chim. Khi nói đến kẹo dẻo run. Ôi, cho tớ thử được không? Tất nhiên là không rồi. Tớ sẽ tự ăn chúng. À, vậy chứ gì? Vậy thì cậu không muốn chia sẻ với bạn bè chứ gì? Tớ sẽ phải trừng phạt cậu thôi. Ê, cậu đang làm gì vậy? Ê, nó lọt cả vào tai tớ này. Eo ơi, ghê quá. Ồ, chúng ta đang ở đâu đây? Thử thách đang chờ đợi bạn. Một trong các bạn sẽ nhận được một đài phun sô-cô-la. Nó sẽ thuộc về người vẽ tốt nhất bằng những chiếc bút màu này. Nhưng có một điều rất quan trọng. Bạn cần phải vẽ bằng miệng, không phải bằng tay. Thôi được rồi, bạn có một phút. Và nó đã bắt đầu. Bắt đầu nào. Tớ phải thắng, bởi vì không có ai có thể tuyệt vời hơn tớ ở đây. Cái gì? Bạn sẽ thua thôi. Thì bức vẽ đẹp nhất sẽ là của tớ. Bingo.
Của bạn sao? Làm sao mà đài sô-cô-la có thể xanh được? Tất nhiên là không rồi, tớ sẽ thắng. Hơn nữa, tớ có một ý tưởng rất hay. Tại sao phải thổi sơn ra khi bạn có thể tháo nắp nó ra mà? Wow, tại sao tớ không nghĩ ra điều này nhỉ? Thôi được rồi, phải thử. Ai? Má? Ôi, thấy chưa, thử chưa, có được không? Ôi, bà không thấy xấu hổ sao? Tôi hôm nay giúp đỡ tớ. Mà đừng có cười tớ nữa. À, tớ cần phải dạy cho bạn một bài học. Một chiếc lông đơn giản sẽ giúp tớ làm điều này. Hát chiêu. Ôi, trời ơi, tớ phải làm gì bây giờ? Bây giờ giống như có cá chua vừa nhọt ruột xong. Trời ạ, bây giờ Suzy chắc chắn sẽ thua. À, được rồi, cậu vẫn cười chứ gì. Vậy thì cậu sẽ thua. Hát chiêu. Ôi không, trời ạ, bạn đang làm gì vậy? Bạn sẽ nhận được thôi. Không, 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 tớ cầu xin. Các bạn, hết giờ rồi. Hãy cho mình xem nào. Julie, vết đỏ đó là gì vậy? Đổ sơn sao? Rõ ràng là trên mặt cũng vậy. Suzy, sao cậu cũng đỏ vậy? Có lẽ tất cả các bạn đều ăn cà chua cùng nhau sao? Bản vẽ không thể giành chiến thắng được. Công việc của Mila cũng vậy. Nhưng ít nhất, nó không có mớ hỗn độn màu đỏ. Mila bạn thắng. Hàn hồ, bây giờ nó sẽ là của tớ. Xin chào, sô-cô-la ngon quá. Chúng tớ cũng muốn một ít sô-cô-la. Và chúng ta sẽ nhận được nó thôi. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, thật là tuyệt vời. Ngon quá như mất. Ê, sô-cô-la đâu rồi? Ồ, ai uống hết sô-cô-la rồi nhỏ, không thấy xấu hổ sao? Ồ, đúng là đồ ăn trộm. Lần này, giải thưởng của các bạn là độc đáo hơn nhiều. Xem chú chó này dễ thương không? Nhưng, giải thưởng không phải là anh ta, mà là đống phân còn lại. Trong vòng này, bạn sẽ phải vẽ bằng miệng. Vì vậy, hãy cố gắng nhé. Thời gian bắt đầu. Tôi nghĩ không còn gì dễ hơn là vẽ một cái phân. Thôi được rồi, bắt đầu nhé. Để làm cho bản vẽ đáng tin cậy hơn, cần thêm mùi. Tôi thậm chí biết làm nào để làm điều đó. Cái gì thế này? Có ai chết ở đây sao? Hay là có một cái gì đó bị rũa? Ôi, tôi cảm thấy tồi tệ. Oops. Lâu rồi tớ chưa rửa chân. Vẽ bằng chân rất khó, nhưng vẽ bằng khuỷu tay là một giải pháp tiện lợi hơn. Oops. Thôi được rồi, không vấn đề. Tớ có một đống những cái này mà. Nào nào các bạn. Ôi, trời ạ. Các bạn, hết giờ rồi. Đến lúc phải xem mình bạn được cái gì. Đây, của mình đây. Mila, cổ phần tất nhiên không tệ, nhưng tớ cần tốt hơn. Lấy ví dụ từ Suzy, trông nó rất là đẹp. Tớ rất thấy tuyệt. Còn của Julie, cục phân thì bình thường. Rõ ràng bạn ấy muốn thua. Thôi được rồi, bạn ấy sẽ nhận được. Cái gì? Trời ơi, tôi cảm thấy rất tệ. Không, tôi sẽ không ăn cái này đâu. Bạn phải ăn thôi. Ôi, thật là kinh khủng. Tôi sẽ phải ăn món kinh dị này sao? Trời ạ, bạn ấy thích cháu. Không, đây thực sự là sô-cô-la. Bạn có muốn thử không? Không, 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 cảm ơn. Ở vòng này, giải thưởng của bạn là một con cá. Mùi và không ngon chút nào. Nhưng mà bạn sẽ vẽ bằng nước sốt. Tôi nghĩ rằng nó khá buồn cười và không bình thường.
Vì vậy có thể bắt đầu. Thời gian bắt đầu. Tớ chưa bao giờ vẽ với nước sốt bao giờ. Hy vọng tớ sẽ làm tốt. Ôi, có nhiều thật đấy. Tớ có rất nhiều lựa chọn như vậy. Nhưng mà tại sao toàn rác trên người tớ? Tớ không phải là bãi rác của cậu đâu. Tớ cũng nghĩ là đến lúc bắt đầu rồi. Đây là bức vẽ ngon nhất mà tớ từng vẽ. Tớ sẽ bắt đầu với cả sốt cà vậy. Còn tớ thì sẽ bắt đầu với sốt phô mai. Có màu vàng vì vậy tốt hơn con cá khó chịu đó. Nào bắt đầu nào. Ôi, nó sốt hết nhanh thật đấy. Cần phải thay thế càng sớm càng tốt. Ôi, có vẻ đang rất là tuyệt đấy. Tớ có một tài năng. Trời ạ, ngay cả bức vẽ của Suzy cũng đẹp hơn của mình. Mình nên nhanh lên. Chính xác. Tớ có 5 ngón tay, có nghĩa là 5 chiếc bút lông mà bà có thể vẽ cùng một lúc mà. Nước sốt này có mùi vị thơm thật đấy. Tớ không nghĩ sẽ không là vấn đề lớn nếu tớ thử nó một chút. Ôi, ngon thật đấy. Nhưng mà vẫn ít. Tớ muốn thêm. Như là cậu đang ăn nước sốt sao? Nhưng chúng ta thậm chí còn không có khoai tây. Có vẻ như nước sốt của tớ hết rồi. Ôi không, không phải vào bản vẽ của tớ. Ôi không, tớ làm hỏng tất cả mọi thứ rồi. Ôi ngon lắm sao. Trời ạ, tớ ăn hết cả nước sốt rồi. Bây giờ tớ chắc chắn sẽ thua. Nào, hết thời gian rồi. Đến lúc phải xem bạn đã vẽ gì. Tớ chỉ còn một lối thoát. Trao đổi bản vẽ với Suzy. Tớ đang đợi đây. Julie, cậu làm gì vậy? Nó không giống như con cá một chút nào. Mila, hãy xem bạn đã làm gì. Oh, wow, có vẻ rất tốt. Cho đến nay, bức vẽ sốt tốt đẹp nhất tớ từng thấy. Ready? Suzy, bà không cố gắng gì cậy. Vì vậy tớ phải đưa con cá này cho cậu. Hy vọng cậu thích ăn cá sống. Cái gì? Nhưng đó không phải. Ai đó phải ăn con cá khó chịu thôi. Tại sao lại khó chịu? Có thể nấu chín được nó mà. Tớ chỉ cần một cái ổ. Bạn làm gì vậy? Ôi xin lỗi, tớ không biết sử dụng nó thế nào. Ôi, chắc chắn là cần đưa nó vào cá thôi. Nhìn món cá này. Cuối cùng tớ có một bữa trưa ăn ngon. Ngon thật đấy. Các bạn, lần này giải thưởng đáng yêu nhất đang chờ đợi bạn. Cụ thể là bông này. Các bạn sẽ phải vẽ trên mặt mình hình con mèo. Ai làm tốt hơn sẽ nhận được em này. Như mọi khi, bạn có 1 phút và nó bắt đầu. Bản thân tớ rất giống mèo, vì vậy tớ không cần vẽ nhiều chi tiết. Suzy, bạn đánh giá bạn cao quá đấy. Mọi người đều biết rằng tớ sẽ giành chiến thắng. Mũi xong rồi, còn lại dâu. Nào, không ai cấm sử dụng gương đúng không? Tớ không hiểu làm nào cậu có thể trang điểm mà không có nó. Nhưng với nó thì rất dễ dàng hơn nhiều. Tớ đã gần như xong rồi. Tất cả các bạn đều khung khổ với tớ. Bởi vì trang điểm của tớ là tốt nhất. Mila nhìn này, Julie đang ngăn gian. Cậu ấy đang sử dụng một chiếc gương mặc dù không được làm điều đó. Tớ nghĩ chúng ta cần dạy dỗ. Đúng rồi, tớ thậm chí không biết làm nào. Ê, bạn đang làm gì vậy? Tại sao? Các bạn làm hỏng tất cả mọi thứ rồi. Trời ạ, bây giờ tớ chắc chắn sẽ thua. Tớ cũng muốn được một con mèo dễ thương cho mình mà.
Mình có một ý tưởng, làm như nào để có thể bỏ thêm một đối thủ nữa. Nghe này Suzy, cậu vẫn chưa vẽ hết mũi, nếu cậu muốn tớ có thể giúp cậu. Ồ, được rồi, nếu không ông phiền. Tất nhiên rồi, bây giờ trông cậu tốt hơn nhiều rồi đấy, rất giống con mèo. Ha ha, cảm ơn nhá, tớ luôn biết rằng chúng ta là bạn thân. Thôi được rồi, hãy quyết định xem ai sẽ là người nhận em bé này nhá. Julie, trông không thể nhìn được. Trời ạ. Suzy, bà đã làm gì vậy? Chúng tớ không chơi cướp biển ở đây. Cái gì? À, Mila, đồ lưu manh. Nhưng cách trang điểm của Mila rất dễ thương. Vì vậy, Fluffy bây giờ là của bạn. Oh no, tớ sẽ yêu cậu, nuôi cậu và... Ôi không, hình như Mila có dị ứng với mèo rồi. Không sao, chúng ta có thể xử lý được mà. Ôi, bạn bị đỏ hết cả rồi. Chúng ta nên gọi bác sĩ phải không? Ừ. Ôi, đáng yêu quá.